đừng đập lên tóc em, biết sao không? Chạy gì đó em phải gọi đầu á. Rồi hồi em xấu lên tóc anh không? Có cái mặt không đi trời. Em nói giống như là em sẽ không làm gì tôi vậy. Anh đập vô đây, đập vô mà anh đi. Nhanh lên đây luôn này. Đây. Chưa, làm cái gì vậy? Em làm gì vậy? Đau quá vậy? Anh lâu quá. Nè, nhớ cái mặt anh Luật này suốt đời nha cưng nha. Lực, mình cần chơi với nhau mấy tập nữa rồi anh Luật. Không, anh không muốn chơi với em nữa. Anh không muốn chơi với em nữa. Em nghỉ luôn đi. Ngày hôm nay ta gặp mặt nhau nơi đây. Ta còn gặp nhau rất dài nha anh Luật. Trời ơi, anh có bao giờ sợ em không Ngân? Hết chuyện đi hùng tôi trời ơi trời. Em muốn chơi đầu tiên à, cho đỡ rung. Rồi, chọn hình phạt. Không cần nói nhiều, hột gà. Hột gà. Mệt lắm, giờ nhẹ tay nhẹ chân nhìn thấy em gái. Hột gà, hai trứng nha. Xô nữa. Là hai trứng à. Ủa anh đâu được hột gà, anh ăn một lần hai trứng. Hai trứng hột gà. Em order một rổ hột gà. Điên rồi. Em order một rổ hột gà. Điên rồi. Ba trứng rồi con. Anh gian nó có nhau, phải bằng nhau. Phải bằng nhau. Chưa, xô nước đi. Sau khi này, này, sau khi em lấy em nói tôi cũng hai trứng và tôi tố thêm ba trứng nữa, người ta đồng ý thì chơi. Không, em tố anh không chịu là em tố xô nước. Hột gà có hai trứng. Có trứng chín, có trứng sống. Còn xô nước là anh bệnh, anh lớn tuổi rồi. Không không, cái này là cái cá, cái này là cái cá. Ê ê thôi được rồi, đừng cái xô. Cái xô này, cái này được rồi. Này nè. Xô này à? Xô này mà, okay. Nãy giờ có xô này mà. Rồi. Phải, tôi hỏi cái này nó còn một số mà giờ tôi đổi hai trứng hột gà tôi lấy. Hai trứng hột gà tôi lấy. Đã chọn rồi thôi. Con bé này thiệt mập. Tắm đầu luôn. Không lẽ nào tắm đầu luôn. Không lẽ nào á em thua anh. Xíu. 13. Trời ơi. Số nhỏ hơn. Trời ơi, cái này dễ đoán lắm. Số 13 rồi, nếu số nhỏ hơn tôi thua tôi chịu. Cái này để em coi luôn được không? Không, để đây thôi. Hột gà hai cái thôi mà, có gì đâu mà ngại. Anh Luật nói nhỏ hơn rồi. Thì Luật đòi nhỏ hơn. Nhỏ hơn chắc. Sao tự nhiên linh cảm tôi rung dữ vậy ta? Tự nhiên dáng nó vừa coi tôi rung liền luôn á trời. Hay cũng rung luôn anh. Ừ, tự nhiên vừa coi tôi rung liền luôn á. Có khi nào? Lớn hơn không? Nhỏ hơn chắc. Nếu lớn hơn 15. Thì Luật sẽ bị phạt. 15. Nếu nhỏ hơn thì Ngân bị phạt. 15. Nếu bằng nhau thì cả hai bị phạt. Mà xác suất bằng nhau rất là khó. Ôi, bằng nhau 15. Hả? 15. 15. 15 nào. Trong một đời này có gì mà không xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy? Trời ơi. Chỉ 13. Chị 13, chị ám tôi lên tới trên này. Hai lần 13 để tôi nhớ tới em hả 13? Cả hai đều bị phạt ở cái lần đầu tiên này. Anh đừng đập lên tóc em, biết sao không? Chạy gì đó em phải gọi đầu á. Rồi hồi em xấu lên tóc anh không? Có cái mặt không đi trời. Em nói giống như là em sẽ không làm gì tôi vậy. Thôi. Thôi em sẽ có theo hành động của anh mà. Là nó tuột quá cưng ơi, xin thông cảm nha. Chưa. Ủa chứ không không phải. Hai cái lận bé rồi. Hai cái lận. Chứng chính rồi. Không sao. Để anh đây nè. Anh chị bệnh luôn nè, thầy học gà. Anh đập vô đây, đập vô mà anh đi. Nhanh lên đây luôn này. Đây. Chưa, làm cái gì vậy? Em làm gì vậy? Đau quá vậy? Anh lâu quá. Em, anh biết em đau thôi. Thông cảm. Giận sợ luôn rồi. Thông cảm cưng. Không mà hột gà là để dưỡng tóc mọi người. Hột gà dưỡng tóc mà. À. Em làm gì vậy? Ủa nó pha vô nước kìa. Con bé này nó chơi ăn gian với tôi quá, bạn làm sao. Nước là nước không mà em. Ủa em chơi kỳ kỳ vậy Ngân. Gọi đầu luôn rồi. Ok nếu vậy tôi rửa tay luôn. Rồi Luật ngồi xuống. Cuối cùng ngày này cũng đã đến với em. Trời cười ghê vậy. Ủa, cái ghê quá giống phim kinh dị á trời. Quảng cáo vào gọi đầu đi anh Lực. Mưa rồi. Ôi, có tiền.
tiền quá rồi ông ơi. Khổ lắm rồi ông ơi. Còn tiếp trận nữa bên anh Luật chưa có móc quá. Đúng rồi. Nhưng mà cũng là trứng đó Ngân. Rồi, tiếng Luật bóc. Số 8, số 9 khó làm lắm. Số 3. Trời ơi. Bóc đi, anh Luật bóc đi đã. Anh Luật bóc đi đã. Ừ. Để xuống đây. Nếu là hai con sẽ là loài bồ câu trắng. Rất nhiều số thấp cho mọi người. 1, 2, 3, 4, 5 nè, chỉ có 4 số thấp, số rất thấp. Câu này là anh nói đúng không? Em nghĩ tay anh Luật cũng thúi lắm. Có thể là thấp hết. Biết chơi cao sẽ trứng giáp cho những kẻ phản bội như anh. Ok, tôi phản bội tôi chấp nhận hết. Là thấp, thấp hay cao? Em chọn thấp. Và con số là thấy chưa? Sáu, trời ơi, có một nút thôi. Tại lỗi, tại em. Lỗi đây, xuống đây luôn. Mỗi đứa một chứng. Alo, anh Luật cho em xin tự xử luôn được không? Không có xin cái gì, xuống đây để vô một cái liền. Lại đây. Lại đây em. Xuống đây. Ngồi xuống đây. Trời, con bé đang bệnh hoạn. Bệnh hoạn gì? Bệnh hoạn mà em cười tôi. Em xối trước tôi từng chút một. Hả ngân, hả ngân. Tại sao em làm với tôi vậy? Ê, em vẫn còn cười được. Anh thương em, anh bóp cái trứng cho nó chảy xuống từ từ. Thứ anh không có đập lên đầu em, sợ em đau. Ok chưa? Anh dắt gì giữa đầu đi luôn. Bóp nát cái trứng đó em à. Rồi, xong. Cuối cùng tôi vẫn là người chiến thắng. Ở lượt này, Tiến Luật lại thắng. Tỷ số hiện tại là 2-0 ở trò chơi này. Mình là cửa từ ăn tới quề thôi. Đúng vậy. Mấy đứa chơi lẹ lẹ, anh lạnh, anh trúng gió tội nghiệp anh. Làm gì làm liền, nha cưng. Như vậy, lạnh quá lạnh rồi, chịu không nổi. Ban tổ chức không cho áo mới, đưa có cái khăn không à. Có cái áo khoác kìa. Nè, lấy áo tôi mặc đi, lấy áo tôi mặc đi. Ghê quá. Cho tôi mượn áo. Lạnh quá lạnh bạn ơi, thông cảm. Không, nói gì cho em cũng hả dạ lắm rồi. Một xô lại hả dạ rồi. Cho em hỏi là bên đó 4 người, bên đây 3 người rồi sao? 4 người tụi tôi giật, phải giật nhiều ly hơn. Ôi trời. Phải chơi sao sao. Hey, thì ra cái vòng này chứ hả? Hey, 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 hey. Đó, đi vòng sao? Đi vòng sao? Đội mình mà. Quý vị thân mến, chúng ta tự chơi với nhau, chúng ta nhìn thử ai đang uống nước đặc biệt ạ. Cái gì nhiễu 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 kìa. Thôi. Lan ngạo phải nước đặc biệt. Ngon. Trường Thế Vinh. Anh đừng nghĩ là Trường Thế Vinh. Trời ơi cái bài này. Lan bị dạ, loại. Cái ly cuối cùng là cái ly của Hồng Thanh đó. Em chụp không kịp Hồng Thanh luôn á. Bản năng à. Tại sao bao nhiêu người Thanh không tranh mà tranh đội mình vậy Thanh? Cái ly gần nhất là phải chụp thôi chứ đâu cần biết đội mình đội bạn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lượt chơi thứ hai. Nhảy đi. Ok. Yo, yeah, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Xa xa đi à, xa xa đi. Xa đi, xa đi, xa đi. Xa đi. Xa đi. Xa đi. Ủa. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hôm nay có chuyện làm ăn đúng không? Có gì vậy? Chưa mà. Chưa.
Đây là lá gì quần máy, lá gì quần máy? Quần chín. Con nhảy. Con nhảy. Ủa, về quần chín hả? Về quần chín sao không cầm nước về? Cầm không kịp với anh. Trời ơi, một đội của tôi. Trời ơi, một đội của tôi. Không cần uống đâu. Anh Vinh ảnh giật khỏi uống à, để nhớ lại luôn đi để cho tiếp luôn à. Không, phải uống, phải nhấp. Phải nhấp hả? Lẽ anh chụp của anh Luật. Anh chụp của anh Luật. Anh chụp mình này luôn. Nhấp đi ạ. Nhấp. Quý vị thân mến, ở lượt này quý vị hãy cho chúng tôi biết ai là người uống nước đặc biệt. Tôi. Câu hỏi tiếp lượt, khả năng là một trong hai bạn nữ này là tôi. Không phải là Ngân mà. Dạ đúng rồi. Bây giờ là lượt thứ ba. Lên luôn. Trời ơi. Lên. Nãy giờ chưa uống gì mà sao dùng thấy nhạc hay quá vậy? Trời ơi, đúng rồi. Để lên kiếm bảo vệ bắt nó đi. Vô quán tàu pháo vậy em. Trời ơi, lần ôm cái con chưa mà. Chưa mà. Chưa mà. Lúc. Sao ra. Giờ có hồn. Chưa đau. Thanh ơi. Trời ơi. Giống như anh Bình mừng anh Thành thôi vậy đâu. Ok. Uống hết đi ạ. Uống đi à. Trả lời chị nghe là sao lại ông chú này. Ôi ông Vinh ông ẩm thanh nhẹ nhàng luôn. Ừ. Trời ơi. Thanh ơi. Thanh ơi. Trời ơi. Lấy đi Thanh, lấy đi Thanh. Lấy đi Thanh. Nhờ cú ẩm đó em cảm ơn anh. Mà đùi em mới có thể. Tại vì hai cái tay ẩm Vinh Thanh rồi. Vậy là quý vị bị loại. Ở vòng này quý vị hãy dự đoán xem ai là người uống nước đặc biệt. Là yes. Tôi. Why? Khả năng sẽ là Hồng Thanh. Quá trời, thấy chưa? Nhìn biểu cảm á. Tại anh rảnh ở không á, đứng nhìn à. Biết hết chưa? Bây giờ là vòng tiếp theo, xin mời. Lực hay không là mấy phút tối em gái. Mệt quá. Trời, rồi. Anh Vân đi nhảy em. Nhảy gì mà ghê vậy anh? Em làm DJ đi. Em vận động viên. Vô đây múa đi. Chuẩn bị múa. Anh là Vân đi nhảy em ơi. Súp bà xôi đi, súp bà xôi đi. Dạ. Thấy là đội muốn tôi chăng đội đó phải hai người. Lộc ơi, cẩn thận. Ông phải xỉn rồi. Rồi đó. Dưới quê nhảy sao? Xỉn rồi đó. Từ từ nha. Lộc ơi, cẩn thận đó. Chú em chú gì nắm không? Đừng có bơi đi vòng tròn không? Đi vòng tròn đi. Nắm tay ra ngoài đi. Chưa cái gì mà chưa. Đã nói rồi. Bé muối tiêu chanh của em bị loại. Không thanh, chưa. Chưa. Chúng ta chờ để xem ai uống nước đặc biệt. Hôm nay là một mình tôi rồi, hai con gậy. Hỏi ra. Ê, lật, sao cái gì chạy rồi. Ôi máu. Tiếng hừng. Trời, cái dấu này rất sâu luôn á. Không phải em à. 1m20. Đâu có miếng máu nữa, ông tay em đâu. Không có miếng máu nữa hết chứ. Trời, cái da tay nó còn dính trên đây. Không có miếng nào.
Khả năng là cái ly mà tiếng lượt là ly nước đặc biệt đúng không ạ? Đúng ạ. Bây giờ là lượt tiếp theo nhé mọi người. Một tráng sĩ phải đấu với hai cô nương. Gói nào cho anh mượn 5 sĩ ơi. Cho ông kể cả lại cho đi. Sẽ kể cả nào thì cũng vậy thôi à. Trời ơi. Mấy bảy gì vậy? Trời, đi vòng tròn đi. Quá rồi. Chơi vòng tròn đi, làm kẻ chơi gì kỳ vậy? Chơi vòng tròn, đi vòng tròn. Đi vòng tròn đi, lớn tôi quá vậy. Trời ơi, cái bà này thiệt á. Chơi gì kỳ vậy anh Giang? Đi vòng tròn đi. Đi vòng tròn đi, làm gì vậy? Hay quá các em ơi. Ôi, chơi tắt nhạc ảnh được lấy trước rồi. Đúng rồi. Không lúc, không lúc. Nhỏ cháu này chơi nhạc nữa. Chú là chú chơi không có niệm tình ai. Chú là chơi cho chết mình thôi. Uống đi à, uống đi à. Người uống nước đặc biệt là Mia đúng không ạ? Sánh, dịch sạch. Bây giờ em muốn thách đấu anh được một vòng nữa. Nếu mình thua thì sao? Chơi gì em cũng chèo. Trời nhất em chơi cho anh Luật mà tới chết luôn mà. Mà tới chết luôn mà. Vô gì kìa, vô gì kìa. Chơi một vòng nữa. Vô gì kìa, tôi không chấp nhận. Nếu mà nó thách đấu, thách đấu với Thanh hay là thách đấu với lại Lan Ngọc đi. Đợi thằng Lan Ngọc mệt rồi em ơi. Nãy giờ tôi mệt lắm rồi. Em ơi, thằng Lan Ngọc mệt rồi. Em có anh Luật. Ngọc. Chơi đi Luật. Chơi đi Luật. Chơi chơi Luật. Chơi đi Luật thôi. Nhạc lên. Ôi chết anh Luật rồi. Về cái lại. Trời ơi, con gậy này nhảy bo hai xị. Em đừng có nhún, em nhún hồi em không kịp á. Ê, không có lớn, không có lớn, mình đi đàng hoàng, đúng đường đàng hoàng, không có lớn. Cái gì vậy? Má cái chanh lại. Ông cổ của ngành giật đồ là đây sao? Tôi giật rồi mà nó giật trên tay tôi luôn á. Em là người giữ đồ lại mới đúng. Bên kia ai có khả năng đấu với tôi? Thiên Ngân, ba trường đại học. Lên. Được. Cố vô lên. Thiệt luôn. Lên đi không? Thiện Thiện. Em lên xe tay ga rồi. Trời ơi. Xe xe tay ga mà hiên là tét cái bồ. Có điều gì nói trước khi chúng ta chơi chơi không ạ? Sống chết có số, phú quý do trời. Phú quý là do anh chứ sao là do trời, anh không được đổi thừa. Mỗi cặp sẽ có 5 câu hỏi. Câu đầu tiên, bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại hiện nay là? Lực. Ồ, quan cho tôi hỏi là quan cho tôi hỏi là của Việt Nam hay nước ngoài mà? Mọi thời đại mà. Mọi thời đại mà anh chơi chứ. Avatar. Yeah. Ai biết không ạ? Là Titanic. Sai, Titanic bị qua mặt rồi. Đâu có. Hiện đại cao nhất là Spider-Man phần mới nhất. Nhưng mà trước đó là end game đúng không anh? No way là end game. Câu tiếp theo, thám tử nổi tiếng ở Nhật Bản mà đứa trẻ nào cũng biết. Thôi, không thôi. Mình đi nhanh hơn em, mình đi nhanh hơn em. Bạn giám khảo. Conan. Ngon trước mà. Em vô tay trước mà. Anh Giang ưu ái bên đội quá. Tên thám tử Conan. Shinichi Kudo nữa. Kudo là họ. Ủa sao chắc khiến Kudo nữa kìa. Kudo là họ. Họ tên là bà tên là Shinichi. Anh Giang nói tên. Nói chung là có nói được Shinichi là cũng giỏi rồi. Câu này là một câu tính toán. Chết rồi, chết rồi. Về số học. Để chị. Trong tủ lạnh nhà bạn có 8 quả táo. 8 quả táo. Để chị hiểu chưa, hiểu chưa, tới đây hiểu chưa. Táo là tiếng Anh gọi là gì? Apple. Đó, đó, đó. Bạn lấy ra 2 quả. Ôi mẹ là... lấy 1 quả, bố lấy 2 quả, em lấy 3 quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo? Khoan, 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 bạn giám khảo đọc lại được không nha. Quá. Trong tủ lạnh nhà bạn có 8 quả táo. Bạn lấy ra 2 quả, mẹ lấy 1 quả, bố lấy 2 quả. Em trai lấy 3 quả, bạn còn bao nhiêu quả? 2. Mình còn 2 quả. Ủa? Đúng rồi, đúng. Đó. Đó. Nó chưa đưa tay, nó nói rồi. Quên.
là tay mà. Em đừng trả lời em gì vậy tay. Câu tiếp theo, kể tên ba bộ phận trên cơ thể mà người ta phải cắt bỏ đi nhiều lần trong đời. Tóc. Rồi sao nữa anh? Hết rồi, hết giờ. Anh không biết sao mà anh kể ra được. Hết giờ rồi. Hết giờ. Hết giờ. Chính xác, đã hết 5 câu hỏi. Luật mang về 2 và Ngân mang về 3. Ôi trời ơi, anh đâu hả? Anh sao á, anh sao quên. Trời ơi, anh ra quân vậy là xong rồi. Đây, dạ. Anh cho. Để anh giải đi đi cho. Chết rồi, không được. Lại đây. Chạy nước mắt lên, không muốn thắng hả? Em vậy hả? Em vậy hả? Em có tội tình gì? Bên này bà ơi. Em có tội tình gì chứ? Vô. Tôi với em một lần là một ly. Để em trị ông già này cho. Trời ơi, không có vui. Đó. Thôi thôi. Sao vậy? Trị lắm. Cho cho nó uống nước. Nè, một lần một ly. Không hết đâu, hết đâu. Chưa chơi. Rồi một lần một ly. Chưa chơi nha. Chưa chơi mà. Chưa chơi. Chưa theo lệnh mà. Anh làm sao mà hình như tiếng luật không thích Ngân hay gì á. Không phải. Chết tôi rồi. Thôi luôn em sẵn rồi. Vô. Thôi không chơi nó được quá. Vô. Chết tại. Đổi người bạn ơi, chứ tôi nhìn nó chết bạn ơi. Không, xoay mặt lại. Ok. Trời ơi, trời ơi. Xoay mặt lại, xoay mặt lại nha. Khi nào xong anh kêu phải bạn để qua đây. Hai qua. Đứa không lại. Đứa không qua. Tự dữ dội lắm. Em nói là vòng 2, 3 là kịp luôn đó. Hai mà uống nước. Từ từ khoan mà từ mà. Không có nghĩ trong đầu Happy New Year quá. Làm sao chịu nổi. Uống nước. Không có gì mắc cười á Ngân. 3, 2, 1. Bắt đầu. Tôi chịu không nổi thiệt. Rồi. Mà đòi chơi người ta làm vợ giờ với em quá lực ơi. Trương Thế Vinh. Không phải anh thề luôn á. Trương anh nói thiệt. Nước lên lỗ mũi lên luôn. Anh thiệt. Anh ly nè. Quay lại lại. Nhưng mà thôi em có duyên quá Ngân ơi. Hỗ trợ giùm anh nào. Dạ hỗ trợ. Anh vừa thấy cái mặt em cái nghĩ đó vì nó duyên. Quay qua anh kia. Dạ anh muốn ra kéo búa vào cái gì nè. Anh không cần phải ra với em. Anh không có sân thi với em. Dạ vậy thôi mình chơi khoan nhượng với nhau. Mời quả tôi xì. 1, 2, 3. Quá một chết em rồi. Hay. Trong 30 giây bạn kể được bao nhiêu bộ phận trên cơ thể bắt đầu bằng chữ C? Mời luật. Trời sĩ, tôi nói chữ C của tôi nó kỳ không? Lào lao. Kỳ không? 6. Tôi kể được 5 chữ C. Em mời anh kể. 30 giây. Dễ mà. Bắt đầu. Cùi chỏ, chân. Cần cổ. Cổ. Mọi người nhắc nha. Mọi người nhắc nha. Chân mày. Mấy rồi? 4 rồi, còn cái nữa. Mấy giây anh? Cam. Này là lông mày với chân mày. Chân mày. Lông mày hồi nào? Nằm mà suối bả nằm. Nằm được. Nè dễ nè. Chân, cổ, cầm, cánh tay, cùi, chỏ. Nhiều mà đúng không? Còn thêm chữ cờ nữa luôn. Nhiều chữ cờ luôn. Đúng rồi đó. Của anh là của em. Của anh sao? Hả? Sao năm dễ mà em nhường vậy Ngân? Dạ tại vì lúc nãy em nghĩ anh Luật không có thể nghĩ tới được những cái đó. Trời ơi. Coi thường người lớn tuổi vậy em. Coi thường người lớn tuổi đáng bị phạt. Đúng vậy. Không, anh mới giúp khoan nhượng của em đi. Ok, anh rất khoan nhượng em. Em dân miền Tây. Dạ đúng rồi. Ăn một con nhện.
Chết được mẹ. Chết được mẹ. Không, ngon lắm, thật là ngon lắm. Con nhện rất ngon. Ủa, em không biết ăn nhện hả? Không sao đâu, xác không à. Anh lỡ rồi. Có cho sô-cô-la á, sô-cô-la ngon. Mời. Kẹo, ngon, kẹo, ngon, ngon. Kẹo, 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 kẹo. Ngon, ngon. Nuốt vô, nuốt vô. Nuốt vô. Nuốt vô. Đã tố là phải nuốt. Ngay là phải nuốt. Ngày hôm nay tôi muốn em ám ảnh cái gương mặt này suốt cuộc đời của em. Mảnh cái gương mặt này suốt cuộc đời của em. Rồi, vỗ tay Thúy Ngân. Ủa, mắt gì lắc cái đó vậy? Mỗi lần hạ cái lắc cái ghê quá. Ơi, tiến lên. Xem xăm tiếp. Tôi dẫn ra cái bao. Kệ hắn. 3, 2, 1. Trời ơi, em để một cái đứa non nớt trong đội mình ra đấu một con cáo già bên kia. Chẳng lẽ mình lại thua hai lần sao? Chắc vậy. Chắc vậy. Thôi lần này tôi nhường cho em thắng. Không được nhường, chơi đàng hoàng. Vậy hả, ok. Này là chuyên môn em luôn nè. Trong 30 giây liệt kê các bài hát trong tựa đề có chữ xuân. 4 6. Mời. Bắt đầu rồi. Xuân quê tôi. Không được nhắc. Xuân đã đến bên em. Xuân đã về, mùa xuân ơi. Xuân yêu thương. Xuân về trên yêu yêu thương. Quát nhắc lá trừ ra. Xuân tóc đỏ. Xuân về trên đất mẹ. Mùa xuân ơi, mùa xuân. Anh trời ơi. 4 giờ lên 5 thì chuyện sao? Vậy là chỉ có nằm tay trên xe thôi. Em muốn chơi thách đấu một cái khác. Ủa, mắc mớ gì tôi thách, thách gì nữa. Ăn xong đã tính. Em muốn thách với tôi à? Được. Tôi cho em ăn. Được, anh Sam. Từ nay về sau phải biết sức mình ở đâu. Cái con sâu thì bé này thì biết ăn rồi. Ăn con điện điện đi. Thấy chưa? Có phải lượng sức mình chứ. Tôi muốn em ăn một dĩa. Một con thôi. Một con thôi, hả họng ra. Không, em tự gấp được em... Anh nhét vô cuốn họng của em luôn em. Không cần ăn, em nuốt thôi. Em tự gấp được. Mời. Tức ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay ta gặp mặt nhau nơi đây. Chúng ta còn gặp nhau rất dài nha anh Luật. Trời ơi, anh có bao giờ sợ em không Ngân? Hết chuyện đi hùng tôi, trời ơi, trời. Mọi nỗi đau Minh Tú có thể kể là người gánh chịu. Anh gây ra hết rồi, em hưởng đi Tú. Dễ mà. Rồi, nuốt. Em ăn được dán luôn á. Mảnh là phải nuốt. Phun là hèn. Đồ ăn đứt út. Đồ ăn đứt út. Tôi chưa gọi biết nấu số mấy. Em thà chịu hèn chứ em không nuốt. Bà Ngân là bà xui tận mạng. Bà không chơi thôi, người ta chơi đang hay. Bà dính cái đầu tiên là bị bong bóng bột liền. Gọi nọc giỏi gì ta.
em rồi. À em đạp hả? Trời, con bé thần đồng game show. 2, 3, vô. Trời, thật là đáo để. Hai trái luôn Ngân, hai trái luôn cho sắp hàng Ngân. Hai trái cho chị, hai trái đi. Hai trái cho chị, hai trái đi. Từ từ ra. Rồi, hai trái luôn nè. Cái này thường lắm Ngân, cái này thường lắm. Một rổ cho chị. À, không nổi, không nổi rồi. Go. Sẵn sàng chưa? Đúng chưa? Trời đất ơi, anh Luật, anh nở lòng nào? Tội nghiệp luôn. Anh thấm mà xuống nhà anh còn thấy. Anh xuống nhà anh còn thấy. Tại vì khi cuối là cái mâm anh vô ra vậy thôi. Anh đấu với anh Luật không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn Luật. Ai thua thì sao? Ai thua thì thôi. Lại cái nữa không? Lại cái nữa. Không có ngang tài ganh sức cho mà thắng được. Hồi nãy Vinh đẩy một cái bé Ngọc Giang phải 6-7 mét. Rồi nè Kỳ ơi. Dạ. Anh đưa cái chân anh vô trong đó anh nghe. Anh đưa đi. Anh đưa cái chân anh vô trong đó nghe. Anh đưa đi. Trong đó. Vô đi. Rồi, đang đẹp á. Vô ngã đi em. Yên tâm. Hả? Đúng không chị? Đừng đánh xuống em. Đang rất cứng luôn. Đó. Ok rồi. Thôi thôi, bé chơi đi, ghét không ghét. Xô vậy đó. Ủa này gần quá mà gì đâu mà phải níu tay chi cho mệt gì ngón. Tới được. Chơi tay hả? Cây giữ luôn. Lấy luôn. Lấy luôn 130 luôn. 130. Rồi. Rồi, mình có lợi thế mình cao hơn ta. Đúng rồi. Rồi, dài hơn mà. Thấy thương, trời thấy thương chị Kỳ. Xui nữa. Rồi. Rồi, lên. Cái mùa là ngay mà. Rồi, trong trường mà Thảo bán không được rồi. Trường mà Thảo bán không được, được rồi. Được. Anh Lực giữ cái chân chắc quá rồi. Cái giữ chặt. Giữ chặt quá kìa. Ủa, cái tay giữ. Cái tay. Ê. Em cứ ngã đi ngon. Anh giữ cái tay thôi. Chị giữ em nha. Ok. Có chân không? Rồi xong luôn. Ủa sao trời ơi nó vô. Ê, chị thấy té xuống đây là thua nha. Nó mạnh hơn. Té xuống là dừng lại á. Không, anh lực nắm em dễ hơn, chị giữ ôm chân rồi. Em dễ hơn. Ê, Kỳ vô vậy tại cứ thế chị đi. Thua cho. Rồi Kỳ ơi, đất đai bán được Kỳ ơi. Phải hạ đừng thấp coi. Xuống. Em đừng có coi. Lắm, phải anh hạ. Lực được. Em hạ thấp người xuống. Đúng phải. Rồi, vậy đó. Ngửa ngang tay, qua luôn. Tay gần nhất thôi. Cái tay gần nhất. Phải giữ làm sao cho em. Ê, cái đội này chơi thấy bụng về. Đúng rồi, vậy đó. Vậy đó. Xuống luôn. Đúng rồi. Vô. Vô. Rồi, rồi. Còn, chưa bằng đâu. Còn một cái chưa nữa đó. Người ta tới 550 rồi. Còn cái này bằng. Đấy. Em bay phóng đẩy ra trước khi bay, em chạm đất là được. Trời ơi, mày chơi mẹo không à. Mày... chơi vậy được anh giỏi anh giỏi. Bây giờ vậy nè, em chịu khó tụt cái quần ra một chút, anh nắm cái gấu quần em được không? Thế rồi em tụt cái luôn hả? Không, nó tụt cái quần em á, nó không ra cái quần ra. Từ từ nhá cho đừng có coi. Rồi nè đi, rồi nắm tóc một kỳ nữa kìa. Xuống. Cứ để nó tập trung. Ủa, được không? Em Ngân, em phải hạ trọng tâm em xuống chứ. Em chơi cao sao được. Nhưng mà anh chơi cái chân em bên cao quá. Anh chơi chân em thấp rồi. Ừ vừa. Okay. Rồi đừng, thẳng luôn đừng nha. Đừng co chân lại nha. Anh kẹp luôn rồi đó nha. Cười sao chơi. Anh kẹp với sao em đi. Anh kẹp em ra sao đi. Thôi anh phải đẩy tới xíu. Anh tới. Anh đẩy nè nè. Đẩy nè. Không đẩy. Trời. Đậu này chơi thấy dụng anh vậy. Anh Lộc không nắm gì nè. Mệt quá à. Ờ ha ngu ha. Vậy là được rồi nè. Đúng vậy rồi, đúng rồi, chị giữ em chắc. Kỳ ơi, Kỳ chịu khó nha Kỳ. Được. Kỳ chịu khó nha. Yên tâm, bô đồ. Cái này đất đai thua.
Rồi vô. Đi chịu khó đi. Ok. Rồi dở dở dò lên. Rồi nè, tôi vô trụ nè. Rồi nè, tôi vô trụ nè. Xuống. 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 Đừng có cười ngắt. Anh rồi. Rồi. Nàng mà cứ cười hoài. Sao nó đi không có thế cho nó làm được. Ờ có thế kìa. Vậy hả? Rồi. Rồi, ngã xuống đi. Ngã đi. Chưa. Không có thế là tội biết không? Em ngã ra đi, em ngã ra đi, em đừng có nhét. Anh giữ em rồi mà nhét cái gì? Trời ơi, không lịch sự gì hết trời. Thôi cho em quay lại quay từ từ đỡ chân. Quay lại đây nè. Em thấy không, em té vô một nắm chân em. Muốn chết. Anh muốn chết em quay lại nè. Ok. Không cười giống nào. Em cười hả? Vô. Em ngã dạng lên, ngã dạng lên, em ngã dạng lên. Vô, vô, vô. Mình quay vốn bây giờ mình lấy lời nè. Em đừng có quẹt, em ngã từ từ, anh nương theo em. Có năm mấy rồi. Ký rồi đâu có nặng nề gì với tôi đâu trời. Ngã, 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 vô, vô. Vô, 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 vô. Hay quá. Giữ cho em. Tới không? Không tới nổi, gần năm thì bị thôi. Hất lực luôn anh. Hả? Đứng lên hất lực, giơ tay giang ra hất lực luôn. Mẹ nhóp 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 lắm. Té đâu sao mày sao thôi. Thôi mẹ đang đụng được. Không sao, giữ chân này đi. Thôi giữ chân này nè anh. Không khỏi luôn kỳ, bỏ tay ra giữ thôi. Anh kêu buông là buông nha. Không có phạm luật rồi. Nó gớt trước khi tôi gớt mà. Đâu có đâu. Chân anh phải đầu kia. Đâu có được bay vậy. Đẹp quá, vẫn nhanh hơn nè. Thôi giật bẻ bất công. Rồi bắt đầu. Đây đây anh, đây anh, đây anh. Vô đâu nha. Hất cho lẹ cho. Rồi. Lấy anh em nhà. Rồi chiến đấu chiến lược nha. Thấy không? Xí nha em dẹp này không. Em dẹp nhẹ. Em về cho sạch mà. Nữa. Mắc cười nó hư nữa. Một chân hay hai chân? Để cái chân tựa vô cái mông của kỳ á. Tôi sợ tôi dứt tôi trọng. Ủa sao nãy khác thế hồi nãy ta? Đúng. Rồi này kỳ ơi. Dạ. Anh đưa cái chân anh vô trong đó anh nghe. Anh đưa đi. Anh đưa cái chân anh vô trong đó nghe. Anh đưa đi. Ủa sao hài không? Vô đi. Rồi, đang đẹp á. Vô ngã đi em. Yên tâm. Thả đúng không chị? Được, 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 được em. Đang rất cứng luôn. Đó, đó. Ok, 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 ok. Rồi, hai nắng nữa thôi. Yên tâm. Anh nhắn gì dùm em đó coi. Ok, ok. Chăm rưỡi được. Ê, khoan từ từ, từ cắt. Ê, khoan từ từ, từ cắt. Ê, phải từ từ, từ cắt. Nó bị trơn cái chân này của em. Bỏ chân, bỏ giày ra. Bỏ giày ra. Gì, nắm tay nắm chân luôn hả? Chân dài hơn. Cái chân, chân thôi, chân thôi. Đó, đang đúng rồi đó. Ủa, trơn quá, chỗ chị, khoan chỗ của chị. Chỗ của chị, Kỳ nó trơn quá. Còn nếu em úp, úp mặt xuống vậy luôn thì sao? Đúng không? Khoan nha. Lên em gái, lên, lên chân, phi. Tự tên tháo đừng có 1, 2, 3. Em cứ thả xuống từ từ cho anh. Thả xuống từ từ cho anh. Em cứ đi thẳng thôi. Em cố gắng. Em cứ đi thẳng xuống từ từ cho anh. Anh chịu cho anh. Càng nhiều càng tốt. Cái gì vậy? Xuống xuống. Sao xuống? Sao vậy? Xuống xuống. Xuống sao? Xuống luôn. À, khi nào mà em cảm thấy rồi xuống được. Nha, nha. Nha Ngân ơi, khi nào mà kêu là
anh Luật xuống là anh xuống được cho em ha. Trời ơi, mày nói không được hay sao mày phải quất tay? Tôi nói tao biết nó dò chỗ kia rồi, em không okay, nói okay, được. Ok, khi nào cái tay quất là ok, rồi lên nè. Hey. Ê, có những cái quất là kéo lên á. Chị okay. Chị quay qua đây, chị thấy cái tay quất chị buông em ra luôn nha. Ok. Hey, lên. Sơn đâu mãi dở. Hey. Dạ, bây giờ. Dạ, chị. Đó, tập trung đây. Bắt đầu chưa? Giữ em chặt. Rồi, chưa? Nó tới 108 luôn. Sao hay lớn quá vậy trời ơi, mệt quá. Trời ơi, mệt quá. Lớn. Ủa sao cho lôi kéo? Sao chơi nắm ra vậy? Lôi mệt lắm, lôi mệt. Lôi mệt cái đầu em đâu. Đúng rồi. Hay quá Lực ơi, hay quá Lực ơi. Đi trên này nha, đi trên này nha. Đi trên này nè, đừng có lớn, lớn té. Thầm xuống. Rồi, được không? Đẩy anh té đi, đẩy anh té ra đi. Đừng có giỡn Ngân, em đi sao người ta rồi. Đẩy anh té đi Ngân. Ê, cái chân anh Lực thôi. Đẩy lại, đẩy cho Ngân té, đừng bỏ chạy. Đúng rồi, bỏ chạy đi. Nắm cái chân. Gì vậy sao trời? Đúng rồi, leo lên chạy. Leo lên Lực ơi. Rồi. Không có trợ giúp, không có trợ giúp. Đã chân Giang còn trợ giúp gì nữa. Chân Giang đâu. À mệt quá. Tới nữa. Chạy đi con. Tới nữa. Chạy đi con. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ủa đứng lên rồi kìa. Đứng lên rồi kìa. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bò đi Ngân. Đợi lên, chạy lên. Chạy lên luôn. Ờ từ mệt quá. Mệt lắm cái này, mệt lắm. Sắp tới rồi Ngân. Hất vô trong á, hất ra ngoài nó lấn được đi, hất vô trong rồi nè. Ủa sao lết vậy? Sao lết vậy? Chịu không đứng dậy thôi được. Mệt lắm nữa này, mệt lắm á. Từ từ, khoan đã. Để cho anh Luật lên kia đã. Lẹ Ngân. Nhanh lên. Chết rồi. Có sao không? Chết ông anh tôi rồi. Không sao. Chết ông anh tôi. Không sao. Bây giờ gạt tay. Anh Lực có sao không? Anh sao không vậy? Nó đập vô ấy thôi, không sao. Không dùng tay nha Ngân. Em nhân gian hoài. Đi về nha, không có bò về nha. Ủa sao anh Lực đi không nổi luôn rồi? Lực ơi. Không lên thú. Có lên Lực ơi. Không sao đâu. Có lên Lực ơi. Trời ơi, già đã nha. Trường thua cũng phải về đến. Mình là đàn ông mà. Tự nhiên lại để người ta lên đi mà chận ngay đó làm chi. Chạy lên cái cú đó. Có lên Lực ơi. Ủa giờ là sao? Ngân, ác dữ hơn Ngân. Không được dùng tay. Ngân, nghiệp Ngân ơi. Ủa, mà mình thua rồi mình ăn chi nữa? Thua hơi no luôn rồi. Em không thể thua ván này Lực à? Anh nhìn Hồng Thanh rồi, anh không muốn tranh chấp với em nữa. Ủa, Lực chơi chưa? Hãy đến với em đêm này, cho giờ hết đi anh.
Vô ạ. Tới đây em đổ luôn ạ. Bữa sau hát phối hợp với anh trước để anh báo âm nhạc nha, chứ hát á. Phải, em báo anh trước, anh phối hợp anh nhạc. Em vô không được mấy kỳ lắm. Muốn anh lượt dở ra trước ạ. Trời ơi. Tôi hát là biết tôi số mấy liền. Sân chơi này là của tao. Luật chơi này là của anh. Luật chơi này là của tao. Ôi ôi ôi, vậy là lớn lắm luôn á. 13. Biết trên biết dưới sống không có lỗi đạo. Chơi với anh em là không có giả tạo. 13 lên tiếng là không có nói xạo. 13 hả? 13. Không, em không tin, anh mở ra đi ạ. Em không tin thì thôi. Em không tin thì thôi, mình nghĩ hai đứa mình đừng chơi cái này. Thôi mình nghĩ hai đứa mình đừng chơi cái này. Ok ok ok. Đó là dơ, cái đó dơ. Số 13. Để anh trai ra. Số 13 luôn. Em buồn. Trời ơi. Buồn làm chi anh ơi. Cầm Khoan, cho em xin cược thêm một kèo nữa được không ạ? À? Không phải buồn làm chi em ơi. Là hãy biết sao, bây giờ cho em chơi chị Dạ luôn. Nếu như mà em ăn chị Dạ thì chị Dạ chiều giùm em thành thang này được. Không cược cái chơi vậy gái ơi. Chương trình ơi, chờ em một tiếng. Rồi cũng xa cạnh em ơi. Một cơ hội thôi. Thôi cho em một cơ hội. Đúng rồi, đúng rồi. Ngồi xuống đây, hồi nãy giờ em gần. Ngồi xỉu. Ơi, nè, nhớ cái mặt anh Luật này suốt đời nha cưng nha. Lực, mình còn chơi với nhau mấy tập nữa rồi anh Luật. Không, anh không muốn chơi với em nữa. Anh không muốn chơi với em nữa, em nghỉ luôn đi. Mời tắm. Thôi ngồi đi, ngồi được quá không? Anh làm gì vậy? Tao hồi nãy nhớ có cái điệu múa múa gì nè, khiêu gợi anh Lực á. Trời đất ơi, cái này hết rồi, hết rồi luôn. Để phải nghe lại lấy đà. Nghĩa không giỡn gì đâu nha. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Không có lỡ gì thôi. Không phải lỡ gì sụp rồi. Thôi. Không. Một lần nữa anh. Mới có số đầu tiên của tụi em. Mấy em còn có tóc của em che, tôi có gì đâu. Xin lỗi, cái này lên xuống á. Lên đi anh. Tự nhiên Ngọc ơi, Nghĩa rung quá Ngọc. Thắng cười chút nữa. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Chưa đúng hướng nè. Nó bị xéo rồi. Xéo. Xéo rồi. 3, 2, đó thấy chưa, đâu có dễ ăn. Nói từ đầu là xéo rồi mà không tin. Nhẹ thôi nha, nhẹ thôi. Trong lúc tôi đẩy em đừng có co giò đâu hết nha. Em mạnh bạo lắm đó. Thấy từ từ đẩy em cười. Thấy không, nó không tiếng vậy. Cái gì vậy? Mà đứng thẳng không? Đẩy hả? Đẩy cái chân á. Anh đẩy cái chân em á. Đẩy cái chân này nè. Cái chân thôi hả? Anh đẩy cái chân em. Chơi lỡ đẩy cái này nó cắm vô cái. Trời ơi. Chân mà thế đâu mà đẩy. 3, 2, 1, vô. Hãng hàng không Thủy Ngân Airlines hạ cánh an toàn. Ngước mặt lên nhìn đời nào. Ngước mặt lên nhìn đời nào. Trời ơi, công chúa tiếc. Trời ơi, bé nó dành 4 tiếng đồng hồ để gắn hai cái lông nheo mọi người ơi. Bây giờ lát rửa mặt xong rồi dành 3 tiếng gắn lông nheo lại nữa. Tiếng Luật ơi. Một
lần một hai, lần. Chị hai. Bên đây em bên đây anh nữa hả? Dạ. Trời ơi trời, bộ đẩy này có gì vui sao mấy đứa khoái đẩy anh dữ vậy? Anh làm theo kiểu của em không? Làm gì? Thôi thôi thôi. Một. À hồi nãy em dẻo với anh xuống là anh qua bên kia luôn. Một rồi. Hai đẩy. Wow yeah. Wow, đường đi rất đẹp nhưng mà sức hơi mạnh tí. Mẹ yêu không nào và con cò bé bé là hai bài hát khác nhau, đúng hay sai? 3, 2, 1. Đúng, tất cả đều lựa chọn là đúng. Trời ơi. Khoan, ủa chắc gì mình sai? Khi đi hỏi mẹ. Đúng không? Tôi chưa kịp tin vào đôi mắt của mình luôn. Ủa là làm bài... sao rành nhạc cho Nhi bằng tôi? Anh sao anh không đưa dây? Câu hỏi chương trình là mẹ yêu không nào và con cò bé bé là hai bài hát khác nhau, đúng hay sai? Là sai bởi vì nó là cùng một bài. Đúng. Tất cả cùng đứng, tất cả cùng nằm. Quá là đoàn kết đó mà. Câu tiếp theo. 8 cẳng 2 càng. Con cua. Từ từ, từ lanh quá. Nó ở miền Tây là biết đâu. Ủa em quên là đúng sai chứ không phải là thở. Từ từ. 8 cẳng 2 càng đều gọi là cua, đúng hay sai? Đúng. Thúy Ngân đúng. Sai. Thúy Ngân sai, Thúy Ngân sai. Khoan. Thúy Ngân chọn đúng, một mình Thúy Ngân ở lại. Không nhẹ đó. Đúng vậy. Ủa nhẹ đó. Cái câu là gì? Vâng. 8 cẳng 2 càng. Thế thì nói là cua đúng hay sai? Trời ơi. Em nghe là 8 cẳng 2 càng là con cua phải không? Trời ơi. Đã bị cận rồi còn bị điếc nữa. Đã bị cận rồi còn bị điếc nữa. Cái này Ngân chắc không biết đâu. Không có cẳng, không có càng mà vẫn được là một cái con gì đó. Bây giờ nếu bé Ngân sai thì hai người trong đầu bị đúng lại. Bây giờ ném Ngân sai hay người kia xuống lại. Đúng. Em đúng. Ông cần mai đúng rồi. Mũi dại là lái mà chịu đòn. Trời ơi, tôi lái cái đèn nổi tôi mới sợ đó. Trong một cái đội chơi lần đầu tiên trong lịch sử về trí tuệ nhân tạo, mới cầu đầu nguyên một đám té hết. Hoa hậu Việt Nam, hoa hậu ca lệ, ông chú thông minh. Câu tiếp theo. Thú mỏ Việt đẻ con đúng hay sai? Sai. Thì nó đẻ con. Nó đẻ con thì là đúng hay sai? Nó là đúng mà là sai. Đó. Đúng. Nó đẻ con là đúng nhưng em thích chọn sai. Hiểu không? À, bây giờ chỉ cần chạm chân trái chân phải rồi chân trái. Anh hỏi là con thú mỏ Việt đẻ con đúng hay sai? Nếu đẻ con thì mình chọn đúng. Nó đẻ trứng mình chọn sai. Em đã biết. Nó đẻ cái gì? Em đã nói là nó đẻ con là đúng nhưng mà em thích chọn sai cho hai người đó nằm được không? Sai, chọn là sai. Chưa ăn, chưa ăn. Đúng. Rồi, Ngân chọn đúng rồi. Ngân cố tình chọn Ngân chọn sai là đi. Sai, bởi vì đó là con. Nó đẻ gì Ngân? Nó đẻ con. Cho em xin nghỉ chơi phút này. Cho hỏi à. Ở đâu lại có hỏi được không? Rã đội được không? Hỏi ai? Vậy nó đẻ con hay đẻ trứng? Nó đẻ con. Lại là nói lại nha. Chưa hiểu. Lại là nói. Em lại. Chưa hiểu, chưa hiểu. Chị hỏi lại một lần nữa. Con thú mỏ vịt nó đẻ con là đúng hay sai? Con thú mỏ vịt nó đẻ con là đúng hay sai? Đúng. Đeo lên. Nhưng mà em chọn sai. Em chọn sai. Để dài thì nằm xuống. Không. Rồi nằm xuống. Vậy thì nó đẻ trứng đẻ con.
em chờ đó đẻ trứng. Nhưng mà giờ em cũng bị rối luôn nè, cuối cùng nó đẻ con gì? Nó đẻ con hay đẻ trứng? Ờ. Dạ chị, đã là con thú thì đó là phải đẻ con là đúng rồi. Thì đúng rồi. Sao nãy giờ cứ lặp đi lặp lại cái chứ với lại con nó trả lời. Vấn đề đây là ban đầu là mình bị dẫn rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Em nằm lên nằm xuống bao nhiêu lần? Con thú mỏ vịt nó là con thú nhưng mà người ta gọi thú mỏ vịt nó phải liên quan đến con vịt một chút xíu nên nó đẻ trứng đúng không anh? Một câu tiếp theo nè, hồi đó không biết học trường đại học nào nhưng mà hỏi câu này, con vịt nè, giờ hỏi con vịt luôn là da cầm hay da súc? Da cầm. Tại sao nó cầm gì mà gọi là da cầm? Nó là gia đình. Gia đình với ai? Nó là một gia đình. Tại nó kêu cạp cạp. Em cạp chị bây giờ á, chị cạp nó là tại vì nó kêu cạp cạp nên nó là da cầm. Không có phải đâu, kiến thức chị sai rồi, có một lỗ hổng trầm trọng. Anh em chỉ biết ơi, nó là da cầm thì nhưng mà con nó là nó con gì vậy anh? Gì đâu, thú mỏ vịt. Con là con thú mỏ vịt nhưng mà nó đẻ trứng đúng không? Con thú mỏ vịt đẻ trứng. Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.